Thôi chào Hải. À chào anh. Anh mới về hả? Dạ mới về mấy con anh. À. Dạ. Cho anh em coi. Dạ. Ủa sao bánh trái nó đâu rồi? Mới về mà. Anh chưa ráp, anh mới về chưa mà. Chưa ráp luôn hả? Dạ dạ. À, con này chạy được nhiều giờ chưa ta? Ừ, ngàn mấy 2 giờ à. Này ông cát, cát 4210. Nó bao nhiêu nữa? Con này 42. Con này bay, con này gần 80 HP, trên 80 á. Phải không? Ừ. Mới vừa về ha. Ừ. Nguyên bản nguyên zin luôn ha. Chưa rửa mà nó vậy đó hả? Dạ. Cái này mình rửa ra cái nó bóng luôn ha. Đẹp lắm ha. Đúng rồi, nó lóc con đẹp hết luôn rồi. Lô này mình lấy mình lấy nhiêu? Dạ. Em mới về luôn chưa có giá nữa mà. Chưa có giá, xe đấu giá hả? Dạ, nè. À, à. 42. Bên đó nó dán vậy hả? Dạ. À, nó dán vậy. Nó băng keo này Việt Nam mình hình như thấy không có nha. Em, đúng rồi. À. Nó à, đâu lên thử coi được không? Coi coi sơm anh nè, nó dớp. À, chiếc này chung còn đẹp lắm. Lên được không ta? Để hơi cực đó nha. À? Để hơi cực đó nha. Sụp không? Sụp không? Không. Ủa? Ủa nó xài màn hình hết rồi hả? Dạ nó xài màn hình rồi. Ơi nó xài màn hình hết rồi. Ơi nó xài màn hình. Dạ. Xài màn hình đâu có thấy giờ được đâu. Wow. Cái này về phải rửa đồ ra dữ lắm ha. Nhưng mà anh nhìn cái cửa nhìn là thấy đẹp nè anh thấy không? Súng đúng rồi. Nè anh. Dạ. À. Quay cánh cửa xe lông rồi rất là đẹp. À tháo bánh ra rồi quay tay lái nè. Dạ. Đừng có quay nó phục nhớt đây kìa. À, quay đi nhớ cái mắng đây kìa. Ấy vậy hả? Ừ, à, chưa gắn cầu mà. Trời ơi, cái này rửa được ra đẹp lắm ha. Wow, kể chỉ rồi. Con này chắc chạy chưa bao nhiêu giờ? Dạ. Rít lâu anh. Hả? Quay rít nó nữa. À. Con này nó đặc biệt là con này không coi nè, đời này như là nó in tẹp mà nó có con đuôi chuột nha. Wow, nó chơi võ xịn luôn. Dạ dạ. Michelin luôn. Dạ. Sao? À, in tèn thường nó 2 đuôi chuột mà đời này có đuôi chuột à. Đời này có 1 đuôi chuột. In tèn thường là 2 đuôi. Cái này số cơ hết chứ. Đúng rồi, đuôi như đuôi cơ. Đúng rồi, chính xác đó. Toàn bộ số cơ đuôi cơ hết chứ. Ừ, đời. Này về nó hả? Ngoài dạ. Nó hả? Đúng rồi. Ý là lốp đó, lốp Bariton luôn. À, Michelin luôn. Michelin. Michelin mất tiền lắm. Ừ, vỏ này vỏ nhập mà. Anh. Vỏ nhập mà. Bánh trước đâu, bánh trước đâu. Bánh trước nó như là đây nè. À. Như đây nè, đây nè. À. Đúng rồi. Đó nó còn đẹp lắm. Đó. Đúng rồi, đúng rồi. Michelin luôn. Ha. Wow. Đó, nó nguyên một cạnh nó vậy đó. Chiếc này anh nghĩ chắc chưa chạy bao nhiêu giờ. Dạ. Vỏ đồ còn mới. Thì nó chiếc này còn đẹp mà, em đấu giá mà. À. Không, hè nó cũng sơn, chưa đổ mình thấy nó đều ghê lắm. Rồi, XL luôn. Dạ. Má mở thử nắp hông này hả? À, má nó ốc rồi. À, nó rất là. Còn ốc, còn ốc rồi. À, à, chỉ đẩy cái bô lên hả? Bô dướng này. À, nó có cá bô hả? Ừ. Nó đẩy lên hả? Đâu bật lên bên kia thử coi. Dạ. Hải. Thầy mở ốc đó anh Hạnh ơi. Hả? À. Dướng ốc đây nè. À không được hả? Ừ. Thầy mở ốc đây nè, mới đẩy ra được nè. À, nó có con ốc nữa đó. À. Rồi, ok ok vậy khỏi. Nói chung con này đẹp lắm. Nè anh quay kỹ anh em coi lóc liếc nó đồ là đẹp ghê lắm. Đề điếc rồi ha. Ừ. À. Nè còn mới còn khác. Dạ. Sơn rồi đây còn đen bóng rồi biết không. Chiếc này ok quá. Đẹp. Lên đến 3 con này hàng đẹp hết. À, à đây nè. À, siêu phẩm nữa. Siêu phẩm ha. 7.300. 7.300. Ờ, cái này 2 cầu 2 cầu. 1 cầu anh. 1 cầu hả? Đây vỏ bánh nó luôn nè, như mới ken. À, vỏ lốp đây luôn hả? Như mới luôn. À. Vỏ BKT. À, mới về, mới ken luôn. Dạ. Đó. À, ô mâm rin luôn. Dạ. À, bộ trước đây, vỏ trước đây. Dạ. Nó đồng bộ luôn ha. Đúng anh, đồng bộ luôn tay hết luôn ha. Dạ đúng rồi. Xuất sắc luôn ha. Đó, nhìn yên nghiết đó là thấy à. Con này coi yên rin luôn coi. 956 giờ. Wow. Đúng rồi, chạy hàng không dám mở. Cái này báo gió. Ví dụ như gió nó bị nghẹt thì mấy cái này nó còn màu đỏ tươi luôn ha. Dạ. Trời, mới 950 mấy giờ. Bây giờ anh quay nhìn nước sơn nó đều ha, ha. Nước sơn nó đều hết luôn, rất là đẹp. Nổ máy thử coi. Không biết nổ, mấy mình chưa biết, nó nổ thử coi.
đổ đổ đổ. Ông mừng quá nó nọ. Cái con này còn mới quá, tục vô của nó nghe nó hú đã. Đúng rồi. Nghe tiếng gió đó. Này chất lượng. Nhìn nó mà nhìn cái giờ này, cái đề đều là biết rồi ha. Hình như này nó bật cánh cửa ra không? Đúng rồi. Nó có lò xo đúng không? Lò xo bật cửa. Nó có cái bật cà bản lề đúng không? Đó, mở cho anh em coi cho rõ luôn ha. Đó. Dạ. Trời. Wow. Đó, vậy thôi. Con này lấy vô nhiêu? Là sao anh? Con này lấy vô nhiêu? Em mới về chưa nó giá nữa. Sợ. Kiểu giá mới về sáng mà. Bơm dầu. Nói chung nó trăm mấy đô lại à. Bơm dầu căng giác luôn. Sao? Wow. Cái con cầu nó rẻ trăm mấy đô lại nhiêu đâu. À vậy. Đẹp cái nào đẹp không? Mới quá, cánh quạt cái đồ còn màu vàng luôn. Con này quá mới luôn. Con này đúng là chưa chạy bao nhiêu. Chuẩn xác luôn ha. Đừng anh em nào nói tinh trang, tinh đéo gì ha. Đúng rồi, đó về anh thấy rõ ràng luôn. À. Người thật việc thật luôn ha. Rõ ràng mới về 956 giờ. Đừng nói tân trang tân gì nha. Không mất lòng ha. Đúng không? Sao thuận mua vừa bán anh em chơi gì chơi quá còn muốn mua anh em vô coi mình nó đúng không? Mình phục vụ mà. Ừ. Coi có vàng rồi nó rớt lại không? Dạ. Hả? Giống như nhiều khi anh quay có người bình luận tốt, có người bình luận xấu, chuyện thiên hạ đâu quan trọng đúng không? Đúng. Ừ, mình làm công việc của mình thôi. Cái này nó có cái mui mà. Đúng rồi, anh bắt cái mui đây nè. Cái mui đem bây giờ em giục trong góc ra. À, vậy hả? Đúng rồi. Mình phải gắn vô cho họ chứ. Đúng rồi, mua em gắn vô cho. Ờ, công nhận nước sơn rim đồ đẹp vậy ha. Nó đẹp ha, nó nhìn. Nó sơn lại rồi ha. Đó. Đúng không? Đúng rồi anh. Cái này nó sơn lại thôi, mình hết biết nói. Ờ. Hết đường nói. Hết đường nói. Rồi. Con này sơn lại nè. Cho này 9570. 95 mã lực, con này sơn lại nè. Dạ. Cái này là của nó, bên trong nó về nó lấy nó bắt con nó đi chuẩn nó. Con này cũng mới về luôn mà. Dạ. Tự giờ mới về mà giờ nó đăng kiểm nó phải dọn đồ lại. Mất phải đều đúng không? Bên rồi. Đó nó đăng kiểm nè. Dạ. Đổ cái nào đó có sao là mình nói vậy. Con này mới về luôn mà công nhận nó làm bên đó nó làm đẹp chứ ha. Giống như nó bắt mình phải bảo trì đó anh, xong xuống mới được nhập về á. Đúng rồi, giờ nó đâu có cho nhập xe mà xe xét, xe xấu nữa đâu. Hàng đời mới thôi. Nè, ốc tháng nè, nó bắt lên nè. Bây giờ nếu mà nó làm vậy á, thì mình cũng khó hơn người cái máy mà nó còn mới không ha. Nhưng mà dù em lấy hàng quen rồi cam kết thì mình là máy móc cái đồ là nguyên bản hết được không? Không có lai đồ hết. Chung là cái cốt là vậy. À. Dạ. 2315 giờ. À, mui nè. Đúng rồi, mui Sura đó. À. À Ford cũng vậy nè, thấy không? Giờ đa số này giờ. Đẹp ghê không? Thế làm nó đẹp ghê không? Hả? Đẹp không? Thấy không? Con Ford Nhìn mình chấp nhận nó đúng không? À mình đẹp không? Vậy rồi là mình bán người ta có chê làm lại gì không? Có nhiều cũng phân dân giống như anh vậy nói xe này sao đây nè, nó ở bên đó nó làm nó dán cái tem ở bên Nhật luôn nè. Dạ. Không, cái tem này nè. Đúng rồi anh, đúng cái rồi. Cái tem này là Việt Nam mình không có nha. Cái tem mình đâu, nó đâu cắt cái tem ta riêng đâu. Nó là để vậy nó vẫn quán dụng tâm của mình thôi, bao xe là ta về. Cái con này giờ được. Lên nổ được không? Hình như có được anh, được. Có bình rồi, như có bình rồi. Có bình, thử coi. Này nó đẹp như xe hồng luôn, nó đẹp ghê. Hả? Anh thấy như xe hồng luôn. À, 660. Thấy sao anh? Theo quan điểm anh thấy sao? Mình nhìn mình chấp nhận được không? Được. Ủa cái này
cái này không nhận cái tem của nó sao nó khác với mình nha. Ở bên đó nó cái tem của nó cái tài loại như tem da vậy đó. Đúng rồi, nó có độ nhám nhìn cho nó rim, nó đẹp không? Đẹp không? Đi theo cái độ rim đó. Ồ, nó dọn xe đẹp. Con này mới về luôn mà. Đúng rồi, mới về. Mà mình nhìn mình chấp nhận luôn ha. Hôm kia quay cho con hung lòng mấy chiếc. Dạ. V6000 mà bên đó nó cũng dọn luôn. À. Nó dọn vừa rồi rớt xuống lại dọn sơn lại luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Mới chen xà beng luôn. Nói chung giá thành nó đẩy lên, nó dọn thì giá thành mình lên thôi. Bữa nay xe về nó bắt đăng kiểm đồ, xe nào xấu xấu nó đâu cho đăng kiểm đâu. Đúng rồi, xe yếu đâu không cho nhập về nữa. 2712 giờ. Thì ở thế hệ sau giờ mình phải chấp nhận mua mấy con này thôi. Đúng không? Đúng rồi. Mấy dòng dọn lại thôi, nhưng mà miễn sao người ta bán người ta bao đẹp bao rin mình. Đúng con rồi. Này 2000 mấy giờ thì cũng chưa lại cái gì. Nếu thấy cảm nhận anh như anh là người xài thấy chấp nhận được không? Nhìn mà mình chấp nhận được. Okay. Mình thấy cái đồng tiền bỏ ra nó ấy, đúng không anh? Đúng rồi. Ừ, cái gì thôi, mình yêu cầu thì được rồi. Quá đẹp. Con này giá nhiêu? Con này quanh quẩn 250 đô lại à? À vậy. Dạ. Cái con này thì nó khoảng bao nhiêu nữa? Con này nó là trên 70 HP. Trên 70 HP. À, đúng rồi. Ông một con xe này nếu mà máy móc rồi nó dọn đẹp, mà máy móc ngon lành rồi nước sơn đổ dọn đẹp về chạy con này vẫn sướng nha. Đúng rồi, đúng rồi. Chạy phải vài năm nó mới cũ á. À. Đúng rồi, 2-3 năm là vô tư rồi, quá đẹp luôn. Còn con kia nữa, 676 chưa dán tem. Bây giờ nó mất tem, hai cầu. Con này không có tem à? Ừ. Còn là cái trăm mấy đó lại à, giá bình dân mà 6-7 người, 6 máy, 2 cầu 100 mấy thôi. Con này có 100 mấy à, dưới 160. Con này là in tẹt nè, Sona nè. Đúng rồi anh. Con mắt su á. Đúng rồi, mà tiền ít á, tầm 100 mấy đô lại là dễ lần con này lắm. 6 máy nha, 6 máy. Trăm mấy đổ lại. Đúng rồi. Đây là full trợ lực luôn. Đúng rồi. Ô mắt su, cái tem của su nó còn mới dữ vậy. Đó, đúng rồi. Mới vậy sao sơn lại ta. Cái tem này còn mới tinh nè. Phải vậy luôn anh, cho nó đẹp luôn giờ làm đây nè. Bây giờ là giống như mình giờ là qua cái ăn ngon rồi, giờ phải mặc ăn ngon mặc đẹp rồi, không ăn ngon rồi. Đúng không? Xe cũng vậy, mua phải đẹp. Không biết nó như thế nào mà đồng hồ của nó có 418 giờ. Nhưng mà đồng hồ mới thiệt. Hay đồng hồ nó mới thay ra. Không, đồng hồ nó gì luôn, em không biết nữa. Bây giờ anh cứ đặt em là anh cái hàng cứ đặt mình là người xài cảm nhận xe cho mấy thấy hợp lý không? Thế đó. Quá hợp lý, quá đẹp. Đúng không? Anh cứ nói ngắn gọn mình là người xài là em là gặp em là hai câu đàng hoàng nha. Đẹp ra hết, chỉ giờ là xài thôi. Đó, em cứ mình đặt là mình người xài. Này là cho mấy con gì suy nghĩ nữa. Đúng rồi. Thấy không? Khỏi suy nghĩ. Đúng rồi, đúng không? Đẹp ngon lành. À. Ủa con hai chỗ ngồi đâu rồi? Đem xuống sao em sơn lại cho đẹp. Vậy? Ừ, sơn lại nó. Sao vậy? Sơn cho đẹp lên, nhiều người chơi quá, em chơi cho đẹp lên luôn. Sơn lại luôn? Ừ. Wow. Con kia nó chưa... Nó kết. Nó kết, nó kêu sơn này đi vô coi. Sơn này vô coi? Ừ, em chấp nhận lắm. Hả? Em chơi xe rẻ tiền không quan trọng anh. Mình đã chấp nhận mình lỗ rồi là giống như vừa em nói đó không? Cái bồ sơn mới dữ vậy? Ừ, đó. Không, cái chiến này nếu mà định sơn là nó nguyên zin, nó còn mới lắm nha. Nhưng mà nó rổ rổ đúng không? Nó bắt sơn cái đẹp luôn. À. Chứ không sơn, anh sơn nhưng mà tốn có chục triệu ít tiền đúng không? À. Anh công nhận không? Đúng đó. Rồi. Đâu ít gì đâu, nhưng mà do anh em về xài chứ sung sướng. Đó. À. Có trăm mấy à, không phải suy nghĩ. Đẹp, à. Đẹp lên đẹp, vỏ mập hết. Đẹp, thấy không? Đâu ra. Cầu của nó cầu cơ nha. Hàng cầu cũng ha. Dạ. Ủa cái con này số nó số cơ hay số nhất? Sao cơ anh, số nằm không nè, đẩy cơ tới bình thường mà. Hả? À, số cơ bình thường. Dạ. Nói chung cái dòng này người ta... Nhưng mà cái dòng này tại sao nó lại không được mắc ra? Tự nhiên cái do cái thị trường. Nói chung cái dòng này người ta cái cụ là nó đi kéo nhiều nữa không? Đi kéo xe cuốc rồi á. Giá nó bình dân, đúng rồi, yên tẹt. Còn cái dòng cơ... này thì nó mạnh lắm. Đúng rồi. Còn thấy mấy dòng cua tan thì nó người ta chuộng là giá cao, thấy không? Nó là động cơ cua mát su. Đúng rồi. Ví dụ anh hỏi em bây giờ đi anh cần đồ đồng có đá anh bỏ ra cũng đi cày thôi, có trăm mấy nó lợi tiền rất nhiều phải đúng không? Ờ đúng rồi. Đâu có gì đâu mà. Trăm mấy bỏ ra đi cày cái này cày sướng luôn á. Đúng rồi, khi bỏ ra con pho kia bán tới 200 mấy đó nó gì thôi. À. Mình làm gì nó kinh tế nó lại là mình làm thôi. Nhìn đẹp quá ha. Không, đó anh hành cảm nhận người xài là anh mua liền đúng không? À. Đúng rồi. Quá đẹp. Gây anh.
À, rồi các anh nha, chúc anh em người ta đầu tuần vui vẻ. À, còn quay gì nữa không? Đó rồi. Mình làm thằng mới thằng mai mốt quay tiếp. À, làm mấy con này thôi ha. À, còn mấy con kia sau này quay tiếp ha. Cảm ơn anh em nha, chúc anh em ngày làm việc vui vẻ.